Việt Nam cần thúc đẩy xuất khẩu bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại cuộc hội thảo tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đã công bố một báo cáo đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là về xuất khẩu. Báo cáo trên ghi nhận xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh, 34% trong năm 2011, 18% trong năm 2012 và gần 20% trong quý đầu của năm 2013. Thế nhưng, Việt Nam bị xem là chưa thành công trong việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu và chuyển dịch lên chuỗi giá trị toàn cầu. Nhìn chung, các động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hiện tại gần như đã cạn kiệt và Việt Nam phải tìm ra hướng đi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. Cũng theo báo cáo nói trên, khả năng Việt Nam có thể thoát khỏi 7 thu nhập trung bình cũng phụ thuộc vào khả năng xây dựng nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đưa ra một số đề nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, như phát triển hạ tầng và dịch vụ giao thông, đơn giản hóa các thủ tục pháp lý để giảm bớt thời gian và chi phí, tăng cường độ tin cậy của thương mại qua biên giới và dẹp bỏ bớt các công ty nhà nước. Báo cáo cũng đề nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về tạo thuận lợi thương mại để thực hiện kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại cho Việt Nam. Trong bài phát biểu tại hội thảo hôm nay, bà Victoria Quagua, Giám đốc của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng cần phải có cam kết chính trị từ cấp lãnh đạo do trong các hoạt động cải cách mà bản báo cáo đề xuất sẽ có những xung đột lợi ích.